Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hả? Ai làm gì? Nó làm gì em vậy? Hả? Nó làm gì con? Con đánh anh. Đánh chỗ nào? Chỗ này. Người ta có làm gì người ta không mà người ta quánh tăng? Nó đâu làm gì nó kêu con ra. Kêu con ra không cho con ở nhà hả? Trời ơi, thằng Tấn này là đây con. Anh chơi gì chơi quánh em không luôn, không biết thương em gì hết trơn á. Sao không thương người Tăng vậy? Hả, mày vô nhà người ta được tới hồi người ta vô mày không được, mày vô nhà mày không được hả? Hả anh Tăng? Sao kỳ vậy? Tự nhiên cái đi vô nhà người ta thì đi chơi, đi vô nhà người ta chơi được lắm. Tới hồi người ta vô nhà mình thì không cho à. Không sao. Phải không? Em không phải anh bé nè, sao thằng cái thằng tên nó mày làm bể nó sợ nó hay sợ hả? Nãy thấy á, nãy thằng thấy luôn, nãy lén mở con cho nó thấy, thấy sao thấy nó làm sao mà bể, thấy sao thấy sao thấy mày mẹ mới ra thì quánh nó lại, thấy cái quánh nó xỉu luôn. À tao quay anh thằng thanh rồi, con cây mẹ lại đây coi. Thằng Tấn nó làm gì em nữa rồi? Ai làm gì? Thằng Tấn làm gì con? Quánh chỗ nào? Quánh chỗ nào? Mẹ nó ra nó quánh em đó rồi thằng Tấn. Kìa ông ba kêu nó lại quánh nó kìa. Đi mẹ. Mày làm gì mày quánh em đó rồi? Mẹ thấy được rồi hả?
free. Nothing bad ever happens to me. Just happy. Gave someone such a glitter ball. Trace with culture.